Hương chào các con khối 7. Muốn phát triển trồng trọt, điều quan trọng là phải có đất. Vậy, thế nào gọi là đất? Vì sao đất lại tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt? Đó là nội dung của chủ đề ngày hôm nay, đó là đất trồng. Chúng ta cùng nhau bước vào phần đầu tiên của chủ đề, đó là khái niệm về đất trồng với câu hỏi đầu tiên, đất trồng là gì? Thầy sẽ đưa ra những suy nghĩ để chúng ta coi, chúng ta suy nghĩ và chúng ta sẽ tự trả lời coi kiến thức chúng ta có đến đâu. Thứ nhất, đất trồng nằm ở đâu trên trái đất? Cái này liên hệ với môn địa lý lớp 6 tụi con đã học rồi. Trái đất chúng ta có 4 lớp, lớp vỏ, lớp phủ, lõi ngoài và lõi trong. Đó. Thầy đưa ra những cái gợi ý cho tụi con đó. Rồi có phải tất cả các loại đất được tìm thấy trên bề mặt của vỏ trái đất đều là đất trồng hay không? Cái thứ ba, để được gọi là đất trồng thì loại đất đó cần hội đủ những điều kiện gì? Rồi thầy trả lời, để được gọi là đất trồng thì loại đất đó cần hội đủ ba điều kiện sau. Thứ nhất là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Thứ hai là nơi thực vật có thể sinh sống. Thứ ba là nơi cây trồng có thể sản xuất ra sản phẩm. Nếu thiếu một trong ba điều kiện này thì không thể nào gọi là đất trồng. Vậy chúng ta đã trả lời được câu hỏi đất trồng là gì? Đó là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ trái đất. Trên đó cây trồng có thể sinh sống và sản xuất ra sản phẩm. Và chúng ta thấy đất trồng được hình thành như thế nào? Hãy có gửi tụi con cái đường link của kênh YouTube và có một cái video cũng nói về đất trồng được hình thành như thế nào. Tụi con coi để tăng thêm kiến thức cho mình. Chúng ta đã biết được đất trồng là gì rồi. Vậy có vai trò gì đối với cây trồng? Chúng ta tìm hiểu qua câu hỏi thứ hai, đó là đất trồng có vai trò gì đối với cây trồng? Tụi con quan sát, cây được trồng ở trong hai môi trường đất và môi trường nước. Chúng ta thấy rằng ở trong môi trường đất không có giá đỡ, vì đất giữ cho cây đứng vững. Thứ hai, trồng trong môi trường nước phải có giá đỡ, vì nếu không có giá đỡ, cây sẽ đổ. Do đó, từ cái này, chúng ta biết được vai trò đầu tiên của đất trồng, đó là giữ cho cây đứng vững. Thứ hai, chúng ta thấy ở trong đất có dinh dưỡng, và cây sẽ hấp thụ dinh dưỡng ở trong đất, để cho cây sinh trưởng và phát triển. Và đó cũng là vai trò thứ hai, đó là môi trường cung cấp chất dinh dưỡng. Và cuối cùng tụi con thấy ở đất nó có khe hở, thì từ những khe hở này không khí sẽ đi vào và cung cấp oxy cho cây để cây hô hấp. Vậy từ đó chúng ta cũng biết được vai trò nữa là gì? Môi trường cung cấp oxy cho cây. Thì tụi con thấy để cây phát triển trong hai môi trường này thì cần có những điều kiện gì? Thì con thấy dù trong đất hay trong nước cần phải ba thứ, đó là oxy, nước và dinh dưỡng. Oxy, nước và dinh dưỡng nó mới sống được. Do đó thì nhắc lại cái vai trò của đất trồng, nó là môi trường cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy. Thì đất và nước đều giống nhau, nhưng có một cái khác. Đối với trồng trong môi trường nước, là đất nó khác với môi trường nước ấy, nó là gì? Nó còn giữ được cho cây đứng vững. Rồi thầy tóm lại cho tụi con ha, vai trò đất trồng là gì? Đó là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy cho cây và giữ cho cây đứng vững. Và chúng ta coi ha, chúng ta trồng, người ta còn trồng trong môi trường nước đây, để trong những bình rất là đẹp, người ta bỏ nước vô và cây nó sẽ sống.
muốn cây sống tốt và lâu dài thì người ta có những cái dung dịch chất dinh dưỡng người ta đổ vào trong đây để cho cây có chất dinh dưỡng. Rồi thứ hai là người ta trồng bằng dung dịch thủy canh. Vậy dung dịch thủy canh là gì đây? Dung dịch thủy canh là hỗn hợp các vi chất dinh dưỡng và khoáng chất cho cây phát triển. Dung dịch dinh dưỡng thủy canh chiếm vai trò thiết yếu trong phương pháp thủy canh. Pha chế dung dịch đúng nồng độ cây phát triển đồng đều, đạt năng suất cao. Khi trồng thủy canh thì cây rất là đẹp, cao, to và ngon. Nhất là rau củ quả chúng ta thấy là rất là to và ngon. Nhưng chúng ta lưu ý khi mà chúng ta trồng bằng dung dịch thủy canh, đặc biệt dung dịch thủy canh nó phải đúng rõ nguồn gốc và nó phải đạt an toàn. Tại vì chúng ta như rau củ quả là chúng ta ăn, nên do đó chúng ta phải xem có hại cho sức khỏe của mình. Rồi người ta còn trồng trên đất tinh thể nữa. Tụi con thấy đất tinh thể rất là đẹp, có nhiều màu đó, tròn tròn giống như viên bi vậy đó. Vậy đất tinh thể là gì? Đó là loại đất nhân tạo nhưng mà người ta làm từ nhựa cây. Khi ngâm trong nước nó sẽ hút và giữ nước, vẫn cung cấp đủ nước, oxy và dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Được con thấy ha. Rồi, từ vai trò chúng ta thấy vai trò của đất nó có bốn vai trò, đó là cung cấp nước, chất dinh dưỡng, oxy, thấy chưa? Và giúp cho cây đứng vững. Thì chúng ta thấy từ đó chúng ta mới suy ra được đó là thành phần của đất trồng là gì. Thì đối với đất trồng nó có ba thành phần như sau. Còn thấy như oxy nó là gì? Phần khí. Chất dinh dưỡng nó gồm các chất vô cơ và chất hữu cơ, thì hai phần đó người ta gọi là phần rắn, là những hạt đất đó tụi con, và chất dinh dưỡng nằm ở trong nó. Rồi đến phần lỏng. Phần lỏng chính là nước, nên từ đó chúng ta biết được đó là thành phần của đất trồng. Đó là gì? Phần khí, phần rắn và phần lỏng. Chất vô cơ là gồm như là canxi, kali, magie, vân vân. Rồi chất hữu cơ là những cái sinh vật hoặc là thực vật, động vật, phân hủy như xác động vật phân hủy đó, đó gọi là chất hữu cơ. Đó, tụi con quan sát cho thầy, đó là sơ đồ thành phần của đất trồng. Đây, thầy nói rõ hơn thành phần cơ bản của đất. Chúng ta thấy về vô cơ là do đá phá hủy. Tại vì qua quá trình phong hóa, mây mưa, sấm chớp và thay đổi của địa lý thì đá nó sẽ bị phá hủy đi và tạo nên những chất vô cơ. Chất hữu cơ từ đâu ra? Đó là do động vật phân hủy. Nước thực chất là dung dịch của đất. Không khí gồm oxy, carbonic và người ta còn gọi là carbon dioxide, nitơ. Và sinh vật là có côn trùng, nguyên sinh và tảo ở trong đó. Đó là những cái thành phần cơ bản của đất. Các thành phần chính của đất là chất khoáng, nước, không khí, mùn và các loại sinh vật, từ vi sinh vật cho đến côn trùng, chân đốt vân vân. Đó là thành những này người ta nó nằm ở trong đất, nó tạo nên những thành phần cơ bản. Thì tụi con thấy rằng đây, ở trong đây người ta nói lên cái tỷ lệ phần trăm các chất có trong phần khí. Ví dụ oxy là 20,9%. Nitơ là 78% và còn lại là những chất khác là gồm 0,17%. Trong đó CO2 là carbon dioxide hay là người ta còn gọi là carbonic chiếm 0,03%. Anh nhớ là tỷ lệ các phần khí, tỷ lệ phần trăm của các phần khí có ở trong đất. Và tụi con thấy tác dụng của khí oxy là cái gì? Đó là khí oxy ở trong đất giúp cho rễ cây hô hấp và phát triển. Rồi phần rắn, chúng ta quan sát đây, chúng ta có hai phần, phần vô cơ và phần hữu cơ. Tụi con coi phần rắn ở dưới đất ha.
Đó, phần có hai phần, phần vô cơ và phần hữu cơ. Phần vô cơ chiếm 92 đến 98 phần đất rắn ở trong, phần chất rắn trong đất. À, ở đâu ra? Đó là đá mẹ vỡ vụn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Còn chất hữu cơ ở đâu ra? Nó chiếm từ 2 đến 8% nhưng lại rất quan trọng. Đó là gì? Đó là sinh vật sống ở trong đất. À, ví dụ như là những con côn trùng, giun đất vân vân đó. Rồi sát bã độc thực vật đã bị phân hủy và người ta còn gọi đó là chất mùn. À, chúng ta biết được vô cơ và phần hữu cơ đất rồi phải không? Phần rắn đây nè, nó có hai phần vô cơ và hữu cơ. Thì vô cơ có từ đâu? Đó là phần chất rắn ở trong đất, là do đá mẹ vỡ vụn cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Còn phần hữu cơ chiếm từ 2 đến 8% nhưng mà nó lại vô cùng quan trọng. Tại vì nhờ dinh dưỡng mà cây mới sinh trưởng phát triển được. Đó là gì? Là những sinh vật sống ở trong đất. Rồi sáp bã động thực vật đã được phân hủy và người ta còn gọi đó là chất mùn. Vậy mùn là gì? À, vì sao nói đất càng nhiều mùn là đất tốt? Thì mùn là sản phẩm hình thành trong đất do quá trình tích lũy và phân giải không hoàn toàn trong điều kiện ếm khí, xác động vật và các tồn dư sinh vật khác trong đất do các vi sinh vật đất phân giải, là nó phân hủy ra đó tụi con. À, nên do đó và môi trường ếm khí là môi trường thiếu oxy. Nhiều khi thầy nói là ếm khí tụi con không hiểu ha, người ta giải thích cho luôn, đó là môi trường nó thiếu oxy. Và mùn có tác dụng là gắn kết các hạt trong đất lại với nhau. Mùn là nguồn dự trữ dinh dưỡng ở trong đất. Và mùn giúp tăng độ phì nhiêu của đất trồng, cải tạo môi trường đất được tốt hơn. Rồi chúng con xem hình đây. Có thấy là rễ nè, nó sẽ hấp thụ nước nè. Thì trong đây trong đất tụi con thấy là rễ nó có những cái gì? Nó những cái lông hút. Và những cái lông hút này nó sẽ hút nước vào đó, và nước sẽ đi lên, và ngoài ra nó là gì, nó hòa tan nữa tụi con, nó hòa tan các chất dinh dưỡng đó. Thì chúng ta thấy là nó gồm nè, đất đây đó, đất nè, phần khí nè và phần lỏng nước đó. Đó là những cái người ta vẽ lên đó, cái sơ đồ, cái người ta vẽ lên cái hình ảnh đó là môi trường và những thành phần có ở trong đất, ở trong cái môi trường đất. Rồi, tóm lại chúng ta kết luận đó là thành phần của đất trồng gồm có 3 thành phần: phần khí, phần rắn và phần lỏng. Thứ nhất, phần khí là cung cấp oxy cho cây hô hấp. Thứ hai, phần rắn đó là cung cấp chất dinh dưỡng cho cây và giúp cho cây đứng vững. Phần lỏng là nước ở trong đất giúp hòa tan các chất dinh dưỡng trong đất. Tức là chúng ta đã kết thúc được các thành phần của đất. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu về sao chúng tụi con thấy đất thì có hai phần, trong đất có 3 phần, đó là phần rắn, phần lỏng và phần khí. Thì chúng ta tìm hiểu riêng về phần rắn tiếp theo, chúng ta tìm hiểu riêng đây, đó là người ta gọi là phần rắn của đất, thì trong đó người ta tìm hiểu đây và người ta gọi nó là gì, thành phần cơ giới. Vậy thành phần cơ giới của đất là gì? Thì chúng ta thấy đây, phần rắn của đất được hình thành từ chất vô cơ và chất hữu cơ. Phần vô cơ bao gồm các hạt có kích thước khác nhau. Ở trong đất á, nó có phần vô cơ và phần hữu cơ, thấy chưa? Và phần vô cơ là do đâu? Do đá. Do đá qua quá trình phong hóa và nó thành đất. Thì người ta thấy rằng có 3 hạt. Thứ nhất là hạt cát, nó có đường kính từ 0,05 đến 2 mm. Hạt bụi người ta còn gọi là hạt limon, có đường kính từ 0,02 đến 0,05 mm. Và hạt sét, người ta đo người ta thấy rằng đường kính nhỏ hơn 0,02 mm. Thì chúng ta thấy rằng từ đó người ta có kết luận được thành phần cơ giới của đất, đó là tỷ lệ phần trăm của các hạt cát, hạt limon và hạt sét trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. Đó. Thì mỗi một loại đất tùy ha, nhưng mà mỗi một loại đất nó có tỷ lệ phần trăm các loại cát, hạt limon và hạt sét. Thì từ đó nó có 3 loại, đó là đất cát, đất thịt và
đất sét. Chúng ta có ba loại đất chính, tụi con thấy đất cát nè, đất thịt nè và đất sét. Đó, chúng ta thấy ba loại đất như vậy. Và ngoài ra nó còn có các loại đất trung gian, đó là đất cát pha và đất thịt nhẹ. Rồi tóm lại phần này chúng ta nhớ cho thầy, phần rắn của đất được hình thành từ chất vô cơ và chất hữu cơ. Rồi phần vô cơ bao gồm các hạt có kích thước khác nhau, hạt cát từ 0,05 đến 2 mm, hạt bụi người ta còn gọi là hạt limon, nó có đường kính từ 0,02 đến 0,05 mm, và hạt sét là hạt nhỏ nhất, nó có đường kính đó là 0,02 mm. Và tỷ lệ phần trăm của các hạt cát, hạt limon và sét có trong đất nó tạo nên thành phần cơ giới của đất. Và có ba loại đất chính, đó là đất cát, đất thịt và đất sét. Ngoài ra còn có các loại đất trung gian như là đất cát pha hay là đất nhẹ. Rồi chúng ta tìm hiểu cái thứ ba, cái thứ tư. Tụi con thấy rằng khi mà chúng ta tưới nước vào đất, chúng ta thấy rằng đất nó không xuống ngay, và nó phải từ từ nó mới được thấm xuống. Rồi dinh dưỡng ở trong đất cũng vậy, tại sao mà nó không mất ngay mà nó nằm ở trong đất để cây hấp thụ? Và chúng ta tìm hiểu qua thầy, đó là khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. Chúng ta thử suy nghĩ ha, đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ đâu? Đó là nhờ các hạt cát, hạt sét và hạt limon và chất mùn. Con thấy ở trong đất luôn luôn nó có ba phần, con thấy không? Thành phần cơ giới của nó đó, tỷ lệ phần trăm đó, đó là gì? Các hạt cát, hạt sét và hạt limon và chất mùn ở trong đó. Thì những cái loại này nó giữ nước và chất dinh dưỡng cho đất để rồi tụi con hoàn thành những bài tập này cho thầy. Tụi con nhớ nè, đất, các loại đất nào có hạt, cái hạt của nó có đường kính nhỏ nhất thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó tốt nhất. Loại hạt nào có đường kính lớn nhất thì khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó là kém nhất. Và chúng ta nhìn coi ba loại đất cát, đất thịt và đất sét, ba loại đất cơ bản này, loại nào giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất và loại nào là kém nhất? Đây, chúng ta thấy đất sét là giữ nước và chất dinh dưỡng tốt nhất vì hạt của nó nhỏ nhất. Đất cát vì hạt của nó lớn nhất nên khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó kém nhất. Còn cuối cùng đất thịt, tại vì nó là trung bình, do đó khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của nó trung bình. Rồi chúng ta kết thúc bài ở đây. Tụi con làm bài tập trong hệ thống lớp học kết nối cho thầy. Nhớ ha, chúng ta học bài và làm bài tập trên hệ thống lớp học trực tuyến. Nhớ là ở trên đó nó có hai phần. Thứ nhất là tụi con làm bài tập xong rồi tụi con qua cái phần lý thuyết, tụi con coi. Nó có hai cái. Thứ nhất là thầy có một file PDF để tụi con coi và tìm hiểu kỹ cái bài ngày hôm nay. Thứ hai, một cái file để tụi con sau này tụi con chỉ cần in ra và dán vào, không cần phải ghi bài. Đó, thầy không bắt tụi con ghi bài môn này. Rồi, khi làm bài nhớ là trong hệ thống lớp học trực tuyến á, thì tụi con nhớ là phải lít vô nộp bài cho thầy, nhớ chưa? Khi chúng ta làm bài chúng ta nhớ lít vào nộp bài. Đó, nhớ như vậy. Nộp bài thì mới có điểm, còn không nộp là người ta báo là mình không có làm. Đó, và cố gắng là khi chúng ta phải coi hết video clip thì chúng ta mới làm bài được. Nhớ là như vậy. Rồi. Hương chào các con. Chúng ta đã kết thúc bài rồi. Chúc các con luôn